cập nhật tình hình đàn chó con của Messi và Bruno. Ngày hôm nay 21 tháng 5 thì Messi đẻ từ sáng đến bây giờ là coi như hết ngày 21 rồi. Trong bụng của Messi vẫn còn một thai, siêu âm thấy còn một thai chưa ra. Messi đẻ được 10 đứa thì lót ổ mất 2 đứa, đứa đầu tiên và đứa thứ 10 luôn. Cứ coi như là đàn này như vậy là chốt ở con số 8, có thể có 9 thì là ngày mai chờ. Trong bụng vẫn còn đây, bụng của Messi đây vẫn còn to lắm, còn thai và còn nhau chưa xong, chưa ra hết. Đây thì như cái đàn này là để cho Siro xem mẹ để học. Đây làm cái quay để cho Siro nằm ở trong quay. Siro, mà Siro đang bận rồi đấy. Thôi Siro nằm đấy thôi, không có lại gần đây quá, mẹ ghét, mẹ chửi chưa. Mẹ thì chưa cho xem, các em còn bé cho nên là mẹ Siro mà cứ ngó mặt vào trong chuồng rồi đây. Ngó mặt vào trong chuồng là mẹ lườm nha. Cháy liếc cho cháy khét luôn. Siro là rất quan tâm đến các em nhưng mà không có gì cả. Rất quan tâm đến các em nhưng mà không có dám nhìn, chỉ nghe ngóng thôi. Đây quay cho con một chút. Cho con thì cái gen cái con chó Đức ấy thì có thể nói là nó mất cái gen có huyền đà ở chân rồi. Là một cái lỗi của cái giống Rottweiler này, chân nó có móng đeo. Nhưng với con chó Đức thì nó không tồn tại cái vấn đề này. 8 đứa còn lại thì 4 được 4 cái. 2 đứa lót ổ thì rất là đáng tiếc là 2 con cái to. Con đầu tiên và con thứ 10. Còn một đứa ở trong bụng thì không biết là được hai cái. Messi trong bụng mà được hay là cái hả? À, cho nó ra sớm đi, vừa mới phải truyền cho Messi để mà đảm bảo được cái phần nào bọc ối của con còn ở trong bụng là một, và cái thứ hai nó cũng kích thích cái việc là nó sẽ đẩy dịch cho cái con chó mẹ ra. Mọi người thấy rất là mệt chứ không phải. Mọi người biết là ngày hôm nay là cái ngày nóng cao điểm nhất của cái đợt nóng này. Đây, mọi người có thể nhìn này, điều hòa là bật 24/24 luôn, không lại được. Bởi vì là cái nhiệt độ ở ngoài trời nó là nhiệt độ ở ngoài trời ngày hôm nay nó là hơn 40 độ. Ở đây trong phòng đây phải có cái nhiệt độ trong phòng khoảng 29-30 độ và độ ẩm khoảng tầm 50-60%. Mà cái con khi mà các cái con mẹ mà nó đẻ là nó rất là mệt. Nó mệt thời tiết. Messi thì 2 lần đẻ năm ngoái là cũng là vào cái tầm này. Đàn Siro năm ngoái là đẻ trước 1 tháng thì đỡ. Thì đến tầm nóng này là ok rồi, nhàn rồi. Có cái video của Messi đẻ đàn Siro đấy. Lần trước đẻ cũng mất 2 ngày. 19 đến 21 mới xong. Đàn Siro là coi như là
khai sinh là sinh ngày theo cái con cuối cùng là ngày 21 tháng 4 năm 2019, thì cái đàn này là sẽ là 21 tháng 5 này 2020. 21 tháng 5 đồng thời là ngày sinh của Melcy và Marvin luôn. 21 tháng 5 năm 2016. Coi như là đàn này là cùng sinh nhật với mẹ. Cùng sinh nhật. Ok, báo cáo quân số thế đây. Túc trực Melcy sinh thì phải chăn gối cầm lên nằm ghế để trông. Ok, đợt này thì mấy con đẻ và chăm cho con là nó rất mất là nhiều thời gian, thành ra là nếu lúc nào rảnh tay thì RogueLGB sẽ cập nhật cái tình hình của con cún cho mọi người xem. Sẽ không nhiều được như là cái đàn của Loki đâu. Với đàn của Loki là một mình nó, và cái lúc mà cái đợt Covid là nó rảnh rỗi, còn bây giờ thì đi làm lại rồi, nó sẽ không có cái nhiều cái thời gian để cập nhật như là đàn Loki nữa. Messi chào tất cả mọi người nhá. Đây, Siro thì ngủ mất rồi. Chào mọi người. See you again.